tắm rửa sảng khoái là điều tuyệt vời nhất. Cái gì đây? Ivy, lên đi, tụi mình đang quẩy trên này. Wow, chờ đó, mình tới liền. Quá đỉnh. Quẩy lên nào. Chán quá đi. Để coi lịch xem sao. Có party tối nay. Yeah, là Barbara. Tới liền. Nhỏ tiếng thôi Ivy. Dạ ông nội. Yeah, mở tiệc nào. Yên lặng nào. Ông ghét tiếng ồn. Bật nhạc lên đi. Party này không mở nhạc được đâu. Ít nhất chúng ta vẫn còn đồ ăn. Chỉ cần thật im lặng là được. Viết ra đi. Ôi, bữa tiệc bị hủy. Chúng ta đi ngủ thôi. Kia là chìa khóa các sếp sao? Phải, tụi mình sẽ lên gác. Nhanh nào. Wow, Barbara. Lên trên này. Wow, nơi này quá đỉnh. Chỗ này mà để quẩy thì đúng chuẩn. Việc đầu tiên, dọn dẹp thật sạch, ngay và luôn. Mình sẽ đem bỏ những món không dùng tới. Chú vịt dễ thương, mình làm bạn nha. Hộp vào thùng rác. Barbara, mình vứt cái đó rồi mà. Chú vịt này là thú cưng mới của mình. Và lọ hoa sẽ làm cái nón. Bạn lấy cái hút làm gì? Làm gãy. Mình vừa đi vừa chống. Ok, mình sẽ dọn dẹp mấy món này cho vô thùng rác hết. Cái này sao lại ở đây vậy ta? Cuối cùng đã xong nha. Mình cũng thiết kế xong không gian này. Cái gì vậy? Góc thư giãn làm từ những món đồ bạn vứt đi đó. Thế sao nào? Cũng dễ thương. Ôi, không được chắc chắn lắm. Mình sẽ trang trí các sếp theo ý thích. Bóng đèn, tranh và chiếc ghế thoải mái. Vậy là xong một chỗ ngủ hoàn hảo. Wow, ấm cúng quá. Mình để quên một thứ. Cái gì đây? Túi ngủ phòng hơi. Như này nè. Không, như này. Mình sẽ chui vô trong. Chết, lại kẹt rồi. Ivy, giúp mình. Cái túi đang tấn công mình. Bình tĩnh lại. Túi ngủ không hợp với bạn rồi. Vậy nhường mình cái góc ghế kia được không? Đi mà. Được chứ, vào nằm đi. Mình đã sẵn sàng ngủ một giấc sang chảnh. Cần thứ gì đó để biến nó trở nên đặc biệt. Chúng ta có nên dùng đèn trang trí không? Không, đơn điệu quá. Vậy thôi, mình cần nó phải độc đáo. Vịt này. Không bao giờ. Vì sao? Barbara, bạn có thích phong cách Kissy Missy không? Các bạn có biết Kissy Missy không? Hãy bình luận nha. Đói bụng ghê. Mình cũng vậy. Gọi pizza ăn nha. Là cửa hàng pizza phải không? Cho một chiếc bự ngang. Ngay và luôn. Pizza tới. Yeah, mình đi lấy cho. Chờ mình với. Ông nội ở đó. Đừng đánh thức ông nha. Mình có ý này. Theo mình.
cặp đôi ninja đang thực hiện một nhiệm vụ siêu nguy hiểm. Nghe thú vị đấy. Khẽ thôi. Barbara, đừng ngắm hoa nữa. Đi nhanh. Cái ukulele này xinh ghê. Bỏ tay xuống. Thôi được rồi. Hãy đem Misa lên gác xếp trong im lặng nha. Ai vậy? Tiếng gì vậy? Chắc là mình nghe nhầm rồi. Nhanh lên nào, đi. Cái gì đây? Mở ra coi là biết. Wow, hộp mỹ phẩm. Số hên nha. Dựng ngay một góc làm đẹp. Chiếc gương và mỹ phẩm xịn xò. Thêm nhiều mỹ phẩm. Tiệm làm đẹp gác mái khai trương. Hàng hô, vô nào. Một chút má hồng. Mình phải tỏa sáng. Màu son yêu thích. Tụi mình thật lộng lẫy. Cùng mùi hương sang chảnh. Ôi, mình sắp hết xì rồi. Xin lỗi nha. Giờ làm đẹp. Mình thích mặt nạ này. Selfie nào. Bây giờ thì chiêu thôi. Đầu của mình. Chuyện gì vậy? Hai đứa đi đâu rồi? Ông nổi dậy. Chúng ta phải giúp ông bình tĩnh lại. Quá bừa bộn. Cái nhà này sắp sập đến nơi rồi. Không biết ông đang tức cái gì. Nội ơi. Chúng ta phải lấy nó xuống. Nhảy nào. Bạn sẵn sàng cho trận chiến nhảy chưa? Luôn là như vậy. Ivy, thể hiện năng lực đi nào. Barbara cũng không kém. Ivy và Barbara, chúng ta là nữ hoàng của sàn nhảy. Chúng ta phong cách, chúng ta quyến rũ. Mệt quá đi. Nghỉ chút đã. Đồng ý luôn. Nước ngọt. Hết mất rồi. Mình có ý này. Lại đây. Món quà của thượng đế. Quầy ba với đủ loại đồ uống. Nước ép. Ly. Nước ngọt. Cùng rót nước nào. Yeah, bữa tiệc xịn nhất. Đến giờ kể chuyện kinh dị trước khi ngủ. Mình có một chuyện. Vào một đêm mưa bão tối đen như mực. Mình gọi lại sau nha. Sao có cái hộp ở đây vậy ta? Bức ảnh cũ. Thú vị đó. Ai vậy? Mẹ chân dài. Bà không tìm thấy mình đâu. Tìm được rồi. Bà đây. Lấy đồ chơi thôi mà. Lấy nó làm gối được á. Mình biết rồi. Chúng ta nên nghĩ những thứ khác. Mình biết. Chúng ta sẽ dán miếng nhựa lên tường. Rồi vẽ màu trên nền sơn đen. Sơn toàn bộ luôn nha. Thêm dấu vân tay. Vài trái tim. Kết quả rất được. Mình sẽ gọi Dorothy qua. Gửi lời mời. Thôi xong. Mình gửi nhầm cho toàn bộ danh bạ của mình rồi. Ra mở cửa đi. Xin chào, vào nhà đi. Nhưng mà nhỏ tiếng giùm nha. Thành công rồi. Bắt đầu bữa tiệc. Nơi này thật tuyệt vời.
tiếng ồn ở đâu vậy ta? Đứa cháu gái này lại bày trò nữa rồi. Ivy, đống lộn xộn này là sao đây? Gì nữa đây? Ảnh cũ của ông. Đây là ông nội sao? Phải đó cháu yêu, thầy trẻ ông cũng xếp vào hàng nhân quẩy chính hiệu nha. Tránh ra nào, ông cho coi thế nào là bùng cháy. Mình ghét mạng nhện. Nhìn cái gì ở đó kìa. Không, chỉ là tấm gương. Hãy chụp ảnh tự sướng đi. Thật là một nơi thú vị. Bị dọa sợ rồi. Xin chào, mình là Sophie, quản lý của khách sạn bỏ hoang. Đây là các quy tắc. Cậu hoàn thành nhiệm vụ và mở các ô. Một trong số đó chứa giải thưởng 10.000. Cậu có thể mất hoặc trở nên rất giàu có luôn. Wow, chúng mình đã sẵn sàng để chiến thắng. Vít ra, tiền sẽ là của mình. Chà, hãy sẵn sàng cho thử thách. Cậu cần đập vỡ Pinata trong khi bịt mắt. Chuẩn bị xong rồi. Lila đi trước. Chúng mình đang live stream. Này follower, hãy cho mình biết điểm tốt để đánh. Ôi không, mình té rồi. Này Pinata, cậu ở đâu? Ra nào, mình đã đánh nó chưa? Cái gì? Chà, coi chừng, Pinata. Sẽ không lâu nữa trước khi cậu đi xuống. Ôi, mình đánh cái gì đó. Và nó không phải là Pinata. Chuyện gì vậy? Hình ba chiều bị nứt. Nhìn kìa, là nó. Thư giãn đi. Là mình, Sophie. Tiếp tân không bao giờ thay đổi ở khách sạn rùng rợn này. Wow, cô ấy nhìn thật quá. Hình ba chiều giống y như thật. Tuyệt vời, công nghệ thật tiên tiến. Nó thậm chí còn không nhìn xuyên thấu. Mình còn sống. Xin chào, hình ba chiều. Dừng lại đi, hãy quay lại với thử thách. Nghe này các cô gái, đây là nhiệm vụ mới của các cậu. Các cậu cần tìm bạn của mình. Bạn nào? Hả? Không phải chúng ta đều ở đây sao? Người bạn này. Cái gì? Ivy đâu rồi? Cô ấy mất tích. Một bức ảnh về sự mất tích của Ivy. Thời gian bắt đầu ngay bây giờ. Chúng mình phải tìm cô ấy. Nhanh lên. Này các cậu, điều điên rồ nhất đã xảy ra với chúng mình. Thời điểm không tốt để live stream. Đi nào. Ivy, cậu có ở đây không? Này Barbara, đừng làm mình sợ. Lia, cứ đi tìm đi. Các cậu không biết mình đang ở đâu. Lia, xuống giúp mình đi. Mà sao cậu hụ mình? Hụi nào. Ivy, thì ra cậu ở đây. Thư giãn trong bữa tiệc. Đi với tụi mình. Nhưng mình đang vui vẻ ở đây. Được rồi. Wow, một thử thách mới. Nó sẽ là gì? Xin chào Sophie. Chào các quý cô. Sẵn sàng cho thử thách chưa nào? Một tiếng nổ lớn. Cậu phải nổ bóng bay. Mình thích nổ bóng bay. Mình đã sẵn sàng. Chờ đã. Bỏ đá xuống. Đây là nơi văn minh. Chúng ta có chiếc mũ giáo đặc biệt. Đi kỳ lân nhỏ. Để lại tảng đá cho mình. Khá nặng. Các cô gái, tiêu diệt các quả bóng bay này. Sao các cậu không đỡ mình? Đi làm nào bạn thân. Không quả bóng bay nào có thể sống sót. Được rồi.
Ivy, cậu ổn không? Mình không. Chìa khóa đây. Cuối cùng chúng ta cũng có thể mở một ô. Không có gì. Không được nữa. Không có vịt. Trò này dành cho người lớn. Nhiệm vụ tiếp theo là nhặt tất cả bánh tráng và chống lại dây thun. Làm nào. Chào các cậu. Ai thích bánh tráng? Mình sắp với được một cái rồi. Không được. Sợi dây cản mình. Cố lên. Gần được rồi. Mình không thể. Này, cái cây giữ mình lại à. Đúng rồi. Dây thun. Đi thôi. Gần được rồi. Không có dây thun nào có thể giữ mình lại. Đi vịt. Gì? Đó là động lực điên rồ. Ivy đánh bại dây thun. Làm tốt lắm. Chúc mừng Ivy. Chìa khóa là của cậu. Tuy nhiên ô ở đâu? Đằng kia. Mở nó ra, Brad. Vậy bên trong có gì? Hư không? Các cô gái, các cậu đang trong thử thách mới. Lần này các cậu sẽ phải chụp ảnh tự sướng. Và chỉ vậy. Được rồi, dễ dàng. Có thách thức. Trong khi uống nước chanh. Cái gì? Được thôi. Một bức ảnh tự sướng chua chát. Ghê quá đi. Làm ơn, đừng nói với họ. Lấy chanh nào các cô gái. Cậu trước đi, Barbara. Yêu, kinh quá đi. Mình không thể. Để mình làm. Yêu, đây là ý tưởng của ai? Đây, Lia. Các cô gái, xem chuyên gia nè. Wow, sao cô ấy làm được? Ok, hãy xem ảnh tự chụp của các cậu. Lia là nữ hoàng Instagram. Cô ấy thậm chí không nao núng. Đưa điện thoại đây. Chà, có thể nói gì đây? Khuôn mặt hài hước, trông giống như cơn co thắt thần kinh. Tội nghiệp, cậu thật teo tớp. Chà, Lia thật tuyệt vời. Vậy mình cách chụp ảnh tự sướng đi. Dễ thôi. Cười. Không, giống như thiên thần, không phải quái vật. Nâng cầm lên, đúng rồi. Sophie, chìa khóa của chúng mình đâu? Đúng rồi. Quay lại lớp học chụp ảnh tự sướng nào. Barbara, mở nó ra, nhanh lên. Có gì bên trong? Đó là cuốn sách. Chà, giải thưởng tốt nhất đến nay. Có gì trong hộp của mình? Không, không phải gai chứ. Nó sắc quá đi. Mình thực sự hy vọng có tiền. Đó là bọt mềm. Nó thậm chí còn tốt hơn. Mình thích tiệt bọt. Trong hộp của mình có cái gì? $1,000,000. Mình xứng đáng. Với thử thách tiếp theo, mình sẽ giấu chìa khóa trong một trong những quả táo. Các cậu phải lấy quả táo đúng ra khỏi nước. Không, 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 không dùng tay. Dùng răng. Đã hiểu. Okay. Ivy vào trước đi. Nào, làm đi. Được rồi. Những quả táo đang gặp rắc rối. Yeah, mình có một quả táo. Tránh ra. Bob, cậu tiếp theo. Được rồi, mình sẵn sàng. Đến ba. Mình vào đây. Đi nào, Barbara.
Mình đang chết đuối. Cô, cậu ổn chứ? Không, mình không biết bơi. Lia, cậu đi. Được rồi, mình sử dụng cái đầu. Cầm điện thoại. Khi không có ai theo dõi, mình sẽ lấy nó bằng tay. Wow, nhìn kìa, là quả táo đỏ. Chúng mình đã có chìa khóa. Sophie. À, ma. Không, là chúng mình. Và chúng mình đã có chìa khóa. Tuyệt, cậu có thể mở ô. Đừng làm mình sợ như vậy. Nó ở đâu? Cái này, mở ra. Có gì bên trong? Không có gì, chỉ là rác. Sẵn sàng cho nhiệm vụ mới. Cậu phải cởi vớ trong khi cầm một bát slime ghê tởm. Wow, chúng mình sẵn sàng. Đi các cô gái. Phew, thật khó. Mình nên tập cơ bụng nhiều hơn. Barbara, khuôn mặt của cậu thật điên rồ. Sắp được rồi. Một chân đã xong. Một cái khác sắp được đây. Lila, cậu thật căng thẳng. Như thể đó là bài kiểm tra vật lý, không phải thử thách vớ. Bác của chúng mình. Bình tĩnh, Ivy. Ivy, dừng lại đi. Cậu sẽ làm hỏng mọi thứ. Ôi không, làm ghê tởm. Các cô gái, rõ ràng là đã thua. Slam rất hợp với các cậu. Ivy, tất cả là lỗi của cậu. Chúng mình sắp thắng rồi. Cậu không thoát khỏi điều này. Đó là cuộc chiến Slam. Đó là lỗi của cậu. Không, là cậu. Chúng mình không có tiền là vì cậu. Thả mình ra. Sẵn sàng cho thử thách cuối cùng. Các cô gái có thể làm được không? Đánh nhau đủ rồi. Đây là những gì các cậu phải làm. Tiền được giấu trong ngăn kéo trên cùng đó. Hiểu chưa? Wow, ừ, chắc chắn rồi. Nào Barbara, có một cái bẫy. Ivy phải làm điều đó. Được rồi, tránh ra. Để mình lo. Ồ, không thể với tới. Mình biết phải làm gì. Lila, giúp mình. Hãy nâng Ivy lên. Bạn thân, chúng mình ở đây vì cậu. Ok. Tất cả cùng nhau. Yeah, chúng mình đã nhận được tiền. Tình bạn đã giúp chúng ta. Và chúng ta giàu. Woohoo. Tạm biệt. Hãy đến ở khách sạn ma ám của mình.